Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về một cái sản phẩm mà hiện tại nó đang cực kỳ hot trên thế giới lẫn như ở Việt Nam. Sản phẩm này có cái tên là Chat GPT. Chat GPT này nó cái tên tiếng Anh đầy đủ của nó là Chat Generative Pre-trained Transformer, và nó là một con chatbot được phát triển bởi OpenAI. Các bạn có thể vào cái link trực tiếp là openai.com, thì trong đó là nó sẽ sau cho bạn cái giới thiệu bạn cái con chat GPT này. Thì chat GPT này nó được gọi là nó là được build bởi một cái mô hình học ngôn ngữ cực kỳ lớn, và nó sử dụng cả học giám sát lẫn như là học tăng cường để thực hiện. Và cái sản phẩm này được release ở version đầu tiên vào ngày 30/11, tức là ở tại cái thời điểm video này thì khoảng là 22 ngày. Thì cái sản phẩm này á thì được phát triển bởi OpenAI, và hiện tại để dùng á thì nó chỉ có gọi là available, tức là hiện tại chỉ có một số các cái quốc gia như Mỹ hoặc là ở các nước châu Âu thì nó gọi là available, tức là có thể dùng được. Còn một số các quốc gia đặc biệt như ở Việt Nam thì hiện tại nó chưa available. Và muốn dùng cái con chat GPT này, các bạn phải đăng ký một cái tài khoản, và thông thường là các bạn phải hiện tại thì mình phải fake VPN cũng như là sử dụng một cái số điện thoại thật ở tại châu Âu hoặc là Mỹ. Thì trong video này mình không có giới thiệu các bạn là cách tạo nó như thế nào. Thì cách tạo một cái tài khoản trên cái con chatbot này mình sẽ giới thiệu ở video khác. Còn trong video này mình sẽ giới thiệu các bạn cái cách trải nghiệm mình mở một cái tài khoản, và mình sẽ giới thiệu các bạn cái cách trải nghiệm với con chat GPT này và ứng dụng dùng con chat GPT này để học ngôn ngữ lập trình. Ví dụ như trong trường hợp này mình sẽ giới thiệu các bạn về học ngôn ngữ lập trình Python, sử dụng cái con chat GPT này thì cái hiệu quả nó như thế nào. Mình đánh giá cái con chat GPT này thật sự là nó hỗ trợ cho mình rất rất nhiều thứ các bạn. Rồi thì cái giao diện mà khi các bạn đăng ký xong tài khoản của con chat GPT này thì các bạn sẽ vào cái link là chat.openai.com/chat. Thì trong này nó giới thiệu sơ lược con chat GPT này nó có khả năng làm được cái gì. Ví dụ trong này nó nói là nó có khả năng là nhớ những cái gì mà user nói trước đó, hoặc là nó cung cấp những cái mà luồng thông tin đúng. Và ngoài ra nó có một số giới hạn, ví dụ như là nó có thể là nó sẽ sinh ra các thông tin nó không chính xác, hoặc là nó gọi là có những cái kiến thức mà sau 2021 á, thì nó chưa được học. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm với nó. Rồi, thì chỗ này chúng ta hoàn toàn, ví dụ như chúng ta mới vào, chúng ta chat hỏi thăm nó gì đó, thì nó cũng sẽ hỏi bạn có xin chào, bạn còn tôi giúp đỡ việc gì không nha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách mà sử dụng cái con chatbot này trong cái quá trình là trong cái quá trình là học cái ngôn ngữ lập trình Python nó như thế nào. Ví dụ nói bây giờ là mình xem thử là trong ngôn ngữ lập trình Python á thì mình học nó á, thì nó sẽ gồm những cái phần gì. Ví dụ như vậy mình nói tôi không biết là học Python á là sẽ học những cái gì ở trong đó, thì nó sẽ giới thiệu là nó vừa chat real time thì chúng ta cũng vừa đọc luôn, thì rất là dễ dàng để đọc. Ví dụ nói bạn muốn học Python thì các bạn phải học và viết code, nó nhận run code Python, và có những cái khái niệm nó rất là cơ bản. Thì ví dụ như là về các cái cú pháp này, hoặc là các cái gọi là cấu trúc điều khiển, đúng không? Thứ hai là ví dụ kiểu dữ liệu hoặc là cấu trúc dữ liệu. Thứ ba là hàm model. Thứ tư là OB. Thứ năm là cách điều khiển hoặc là debug lỗi, và thứ sáu là làm việc với các cái framework. Đó, tức là vào và nói tôi không biết là tôi phải học Python là học cái gì, thì nó giới thiệu bạn học Python là nên học những cái này. Đó, thì nó viết rất là rõ là bây giờ từng mục mà các bạn cần phải học trong Python. Ví dụ như mình nói thế là cái cú pháp mà basic trong Python này nó là gì, thì các bạn cứ gõ đơn giản là cho nó là tôi xem thử là cái basic syntax, tức là cái cú pháp, tức là cái ngữ pháp cơ bản trong Python nó là cái gì, đúng nha. Thì nó sẽ giới thiệu với bạn cái ngữ pháp trong Python đó, thì ví dụ như là các cái biến này, biến thì được sử dụng giống như lưu giá trị của Python. Ngoài ra nó còn cung cấp cho các bạn các cái code luôn, đúng nha, trong trong các cái code. Cái thứ hai là ví dụ ngữ pháp cơ bản tiếp theo là ví dụ như data type, đúng nha, data type ví dụ như là kiểu int, kiểu float, kiểu string. Đó, rõ ràng các bạn học trong quá trình mà
Các bạn chỉ cần search đúng keyword, nói chuyện với nó sẽ dạy cho các bạn, nó sẽ cung cấp các cái thông tin. Ví dụ nói nãy giờ đó là cái đó là mình mới chỉ cái search là cái ngữ pháp cơ bản thôi nhá. Ví dụ như giờ operator trong Python thì gồm có những operator nào, cách hoạt động ra sao, nó vừa viết code vừa giải thích cho các bạn đó. Rồi ngoài ra thì operator rồi nó còn có là một số cái cấu trúc điều khiển, ví dụ như là if, for, while đó, nó giải thích từng bước cho các bạn luôn đó. Ngoài cấu trúc điều khiển ra là còn có function, đúng không nhỉ? Đó, đây là một cái cách mà mình cảm thấy rằng là nếu mà mình sợ đúng mình học ngôn ngữ cực kỳ nhanh luôn đó. Thì nó nói là đây là những cái kiến thức gọi là các cái ngữ pháp cơ bản ở trong bài thân đó. Rồi khi mà các bạn nói đến đây rồi ngữ pháp cơ bản, tôi thấy tôi cũng hiểu sơ sơ rồi. Ví dụ như bạn nói là bây giờ làm sao để tôi có thể là run được các cái chương trình này, ví dụ mình nói là how to run code Python đi, ví dụ mình nói thực hiện trên cái Google Colab đi đó, mình nói cũng là code Python này là làm sao để run được ở trên Colab, thì nó sẽ giới thiệu các bạn hãy mở Google Colab lên rồi kích vào là new notebook rồi làm cái gì nữa, run code đó, thì nhấn shift enter for example đó, có ví dụ luôn, ví dụ như ví dụ in the hello world thì cái đoạn code nó như thế nào, rồi chúng ta sẽ thực thi ở phía trên Google Colab như thế nào đó. Mỗi cái Google Colab thì chúng ta có một cái code cell rất rõ ràng luôn. Ví dụ giờ mình làm thử ví dụ nữa luôn nhé, mở Google Colab lên đó, sau đó là ví dụ như mình nhấn là new notebook đúng nha, nó là chọn cái new notebook button, rồi sau đó là viết cái code nó lên, ví dụ code hello world chẳng hạn, giờ mình copy code đúng không, rồi mình bỏ vào này, nhấn shift enter để chạy đó, thì coi là mình hẹp đến đâu là nó bày ra đến đó từng thao tác luôn đó, không nha, hàm rồi các cái toán từ vân vân. Rồi mình nói ở trên này nó có nhiều luôn, lúc nãy mình mới chỉ có hỏi nó là cái basic của cái ngữ pháp như thế nào. Ví dụ ngồi ra, ví dụ mình có thể search ví dụ như là một số cái data type đúng không, data type trong Python đúng không nhỉ, data type Python mình gõ rất là đơn giản thôi, cũng cần thiết phải câu cú nó bài bản mà nó sẽ tự cảm nhận và nó sẽ suy luận để nó biết là bạn muốn hỏi cái gì để nó sẽ trình bày cho các bạn. Ví dụ nói ở đây số các kiểu liệu Python, ví dụ như là kiểu integer, kiểu float, kiểu string, kiểu boolean đúng không nhỉ, kiểu list, rất rất là nhiều kiểu liệu đó, là nó dạy cho các bạn gọi là mình học gọi là học real time với nó luôn, tức là mình muốn biết gì hỏi trực tiếp đó, nó bày trực tiếp cho mình luôn đó. Ngoài cái ra thì có cái kiểu dictionary nè, cách mà dictionary thì code như thế nào, có for example luôn đó. Rồi ví dụ các bạn nói cái đây là kiến thức về về ví dụ như là chỗ này là search về data type đúng không? Ví dụ như là function, ví dụ như là cái mình nói là bây giờ cái function trong Python nó thì nó như thế nào, thì mình hỏi nó trực tiếp luôn, nói bạn giới thiệu tôi function Python thì chi tiết nó như thế nào đó, nó đưa ra example luôn, ví dụ như đã là example viết một cái hàm trong bài thân nó như thế nào đó. Mình nghĩ đây là một cái cách mà học lập trình và phải nói là khá là thú vị, và thật sự là nó những kiến thức này thì gọi là cái mức độ gọi là có thể mà trong quá trình mình học mình có thể gọi là tham khảo được, mình cảm thấy mình có thể được như vậy đúng không? Ví dụ nói giờ cái code đây tôi không biết cách chạy như nào đúng không, bây giờ là mình copy đoạn code này bỏ vào đó, copy vào nhấn shift enter không nhỉ, thì nó sẽ lấy được cái biến sum, chỗ này chỉ cần là in ra sum là nó sẽ tính được cái giá trị là tổng đó. Rồi ví dụ các bạn nói cái chỗ này các bạn mới có là hỏi nó một số, ví dụ giờ mình hỏi thêm kiến thức về OOP thử xem như thế nào không nhỉ, ví dụ mình nói là trình bày thôi OOP trong Python đi, rồi thử nó trình bày cái gì đúng nha, nó nói OBB thì nó sẽ giới thiệu các khái niệm về lập trình OBB đúng không? Rồi khi bạn mình vừa hỏi nó sẽ cung cấp các kiến thức cho mình, nó đưa ra ví dụ như là một cái Python
thì ô bên hoạt động như thế nào, đối tượng trong đó ra sao, cách tạo đối tượng như thế nào, rất rất nhiều các cái ví dụ đúng không nha. Tức là mình không biết, mình hỏi trực tiếp với những cái mà nó thì nó sẽ tương tác trực tiếp cho mình hoàn toàn có thể học rất là nhanh. Thì trước đây chúng ta sẽ mất thời gian, chúng ta phải search biết từng keyword, search Google rồi phải đi tìm rất rất là nhiều các cái trang á, thì mình hoàn toàn có thể học trực tiếp với nó luôn, rất là ok. Ví dụ giờ mình ví dụ mình nói à bây giờ tôi muốn xem thử một số các cái bài tập mà cơ bản ở trong Python đúng không? Ví dụ như chữ là exercise đi. À, hãy cho tôi một số các cái bài tập cơ bản ở trong bài thân đúng không? À, đây à, bài tập ví dụ như viết ra chữ hello world, hoặc là một cái bài tập ví dụ như là hỏi họ tên rồi in ra chữ xin chào với họ tên đó, hoặc là tính toán diện tích của hình chữ nhật đúng không nha, hoặc là ví dụ như convert từ độ C sang độ F đúng không, hoặc là ví dụ như sinh ra một số ngẫu nhiên rồi sau đó là đoán đúng không, cao thấp hoặc là bằng nhau đúng không nha. Rồi ngoài ra có rất nhiều bài toán. Rồi ví dụ các bạn nói à, bây giờ các bạn muốn làm thử một bài trên này đi, ví dụ copy hết một bài trên này luôn đó, copy một cái bài mà nó ra luôn, in bài thân luôn đi. Rồi mình nói là hãy code tối bài này đó. Đó, nó sẽ code cho mình luôn, nói à, đầu tiên vô thì phải lấy được cái chiều chiều cao đúng không, chiều cao chiều ngang, rồi muốn tính diện tích thì chỉ cần nhân lại thôi đúng không? Đó là một cái cách đó, rồi nó in ra đúng không? Rồi mình có thể à, copy cái code này bỏ trong cái collab có thể chạy được không đó, ví dụ nhập vào, ví dụ mình nhập vào là 31 nhân cho 2 thì nó ra là diện tích của chữ nhật là 68 đó. Rồi giả vờ như mình viết sai đi, ví dụ mình nói à, tôi viết viết sai chỗ này đúng không, viết sai chỗ này mình copy cái đoạn code này, đoạn code mà mình đang viết sai đó, mình ra mình hỏi nó là what is wrong my code đúng không, dán cái code vào đó, thì hỏi nó thử xem là cái code mình nó có bị vấn đề gì không, bị vấn đề chỗ nào thì xem thử nó sẽ trả lời như thế nào đúng nha. Ví dụ mình nói à, trong quá trình mình code đó, nó bị sai á thì mình sẽ hỏi trực tiếp thử xem là nó trả lời như thế nào, nó nói à cái này là lỗi của bạn, là cái lỗi mà in ra cái biến error á, và code như thế này gọi là đúng này, nó sửa code cho các bạn luôn, nó nói à, nếu code như này thì nó sẽ sửa lại luôn, à, như thế này là đúng này, do như là bạn thiếu cái dấu dấu ngoặc kép đó, hình như không, tức là coi như là mình bài tập nó cũng có cho mình làm sai thì mình sẽ hỏi trực tiếp nó không nha. Rồi ví dụ như các bạn nói là à, bây giờ là code có sẵn rồi, bài tập thì có sẵn rồi, ví dụ nói à thôi tôi muốn thêm một số các bài tập về mở rộng thêm đó đúng không nha. Ví dụ như mình nói là some advanced Python exercise đúng không đó, thì xem thử là một số bài tập mình nó mở rộng thêm thứ là nó như thế nào đúng không, thì nó sẽ cung cấp cho mình một số các cái bài tập à, một số các cái bài tập mà gọi là nó cho rằng là à, bây giờ là đó là những cái bài tập mà mở rộng để nâng cao cái kỹ năng của mình lên, ví dụ như đây là thực thi một cái chương trình đó, sử dụng OB đó, một số cái phương thức ví dụ như cộng trừ nhân chia đúng không, và coi như là để tính toán dưới dạng là object, hoặc là ví dụ như là viết chương trình đặt file CSV, hoặc là cào dữ liệu từ một website đó, hoặc là có rất rất nhiều các cái bài tập mình nâng cao đúng không nhỉ. Các bạn hoàn toàn có thể search và nó sẽ cung cấp code cho các bạn luôn. Ngoài ra ví dụ các bạn nói ở à, bây giờ lúc nãy là học cái kiến thức cơ bản, ví dụ các bạn nói à cái này à, là tôi thấy là cái chỗ mà học kiến thức cơ bản thì cũng được rồi này, à, có rất là nhiều kiến thức cơ bản, search tới đâu thì học tới đó đúng không, mình search mình học. Ngoài ra ví dụ các bạn nói ở à, bây giờ tôi muốn là học Python nhưng mà học mở rộng thêm, thì các bạn hoàn toàn có thể search ví dụ nói ở à, bây giờ à, là làm sao để tôi có thể là học mở rộng Python hơn đúng không? Advanced không, coi thử đây là đối với là Advanced Python đó thì nên học những cái gì, thì nó sẽ cung cấp cho các bạn à, đối với cái mà ví dụ như là học mở
Python mà mở rộng hơn tí xíu á, thì các bạn sẽ học những cái nội dung như sau. Thì nói chung là mình cần cái gì thì mình học cái đó. Đây là được, mình thấy cái công cụ này á, mà nếu các bạn mà vận dụng tốt vào cái quá trình mà học tập á, thật sự nó rất là tuyệt vời nhá. Nó dạy trực tiếp cho mình luôn, dạy real time luôn, không biết cái gì hỏi trực tiếp cái đó. Ví dụ nó nói à, muốn học mở rộng thêm thì phải học OOP nè, học làm việc với dữ liệu CSV nè, Reason nè, hoặc là học phát triển web nè, sử dụng Flask hoặc là Django nè, hoặc là ví dụ như data analysis hoặc là visualization này, hoặc là học cái các cái gọi là đa luồng, theory hoặc là multi processing, đúng không? Có rất rất nhiều thứ. Ví dụ trong này ví dụ như là mình có thể là search một cái gì đó ở chỗ này, ví dụ mình nói à, bây giờ là làm việc với recent data đi. Working with recent data. Đó. Thế là nó ở trên nó nói muốn học mở rộng thì có thể học thêm một số cái, ví dụ như là làm việc với CSV, là việc recent data thì mình không biết, mình sẽ trực tiếp luôn, nó sẽ bày trực tiếp cho mình, thì rõ ràng là mình vừa học vừa tương tác cực kỳ nhanh, và cái khả năng tiếp thu của mình đó, nó sẽ đạt hiệu quả rất là tốt. Đó, thì đầu tiên đó, là nó kêu rằng đó, là mình sử dụng cái module là recent, sử dụng thì phải import vào một cái data như thế nào, cách log lên như thế nào, hiển thị dữ liệu ra như thế nào, vân vân và vân vân. Đó. Thì ở ngoài ra nó có thể là cách mà các bạn có thể tạo từ một cái dictionary, các bạn convert trực tiếp sang ở dưới dạng reason nó như thế nào. Thì đây là trong video này mình sẽ giới thiệu các bạn cái trải nghiệm của cái con chat GPT này. Thật ra là mình cảm thấy nó có gọi là cái sức mạnh của con này khá là mạnh. Mình nghĩ là cái mô đồ mà dùng để mô đồ và train cái dữ liệu mà để train này là cực kỳ lớn. Và cái này á, là ví dụ như các bạn nói là các bạn muốn tiếp tục thì các bạn gõ chữ continue để coi thử nó nói cái gì nữa, đúng không? Ví dụ như nó trình bày kiến thức đó rồi, mình cảm thấy nó chưa đủ thì mình nói là à, hãy tiếp tục đi, đúng không nhỉ? Thì cái này á, mình nhắc lại là mình rất thích cái con chat GPT này. Thì trong cái video này á, là mình hoàn toàn có thể gọi là giới thiệu các bạn cái cách để trải nghiệm. Còn các bạn hoàn toàn có thể đăng ký tài khoản để có thể trải nghiệm con này với cái lĩnh vực mà các bạn mong muốn. Ví dụ như là một cái mảng khác, ví dụ như là nó sâu hơn, các bạn muốn học machine learning, học deep learning, hoặc là các bạn muốn học bất cứ một thứ gì các bạn mong muốn, thì các bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm trực tiếp lên này. Thì trong video này mình chỉ có giới thiệu các bạn về cái trải nghiệm, cách dùng của nó trong cái quá trình là các bạn học một cái ngôn ngữ lập trình, trong trường hợp này là học ngôn ngữ Python. Trong cái video tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn về cái cách để tạo cái tài khoản và sử dụng con chatbot này. Bởi vì là cái việc mà tạo tài khoản trên này là đòi hỏi các bạn phải gọi là các bạn sử dụng VPN, và các bạn cần phải có một số điện thoại thật ở châu Âu hoặc là Mỹ các bạn mới dùng được. Thì cái đó thì ngày hôm nay mình cũng cố gắng mình tạo, nhưng mà hiện tại là nó có một số lỗi về việc là chưa tạo được cái tài khoản, cho nên mình phải mượn một cái tài khoản khác. Hay các bạn hoàn toàn có thể là mua trực tiếp online được, như có một số dịch vụ người ta cũng bán các cái tài khoản này. Nhưng mà để vài bữa mình check được cái chỗ mà đăng ký tài khoản để mua cái một cái tài khoản số điện thoại để dùng để check SMS á, rồi mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Ok, thì cái bài giới thiệu sơ lược về cái con chat GPT và ứng dụng vào việc học lập trình, đặc biệt là học thử lập trình Python như nào, thì đến đây là kết thúc. Mong là các bạn cảm thấy là nó thú vị và trải nghiệm. Và mình xin nhắc lại lần nữa là mình đánh giá cái con chat GPT này thật sự rất là tuyệt vời cho quá trình học tập, tìm kiếm tài liệu cũng như là học lập trình hay là tìm kiếm tài liệu nghiên cứu, vân vân, vân vân. Ok, chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở video lần sau.